Mưa lũ những ngày qua khiến cho một số xã có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn ngoài bãi của huyện Quái Châu như Đông Ninh, Tân Châu, Đại Tập bị ngập úng nặng nề. Mặc dù mực nước trên sông Hồng cũng như mực nước nội đồng tại đây đang có chiều hướng giảm, nhưng công tác tiêu úng vẫn khó khăn do nước rút chậm. Quý vị thân mến, tôi đang có mặt tại xã Đông Ninh của huyện Quái Châu. À, với trên 240 ha diện tích đất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3, hiện tại thì rất nhiều bà con đã chủ động xuống đồng để mà trục vớt một phần những cái diện tích hoa màu con có thể khắc phục được Theo chính quyền và bà con ở đây cho biết thì mực nước hiện tại vẫn còn giữ ở mức 70 phân đến 1 mét Trong buổi sáng nay thì đang xuống rất chậm Tranh thủ mực nước đang xuống, bà hoa ở xã Đông Ninh cùng nhiều người dân đã khẩn trương xuống đồng Nhằm vớt vát một phần diện tích cây cảnh có thể khắc phục được Bởi nếu như chậm thêm 1 đến 2 ngày, có thể diện tích trồng hoa màu của gia đình sẽ là con số 0 Gia đình nhà tôi là có 7 sao đang rổng cây trà là và cây phát thành núi. Thế từ hôm qua giờ là ngập nước, nhờ anh chị em bà con giúp đỡ hỗ trợ chuyển lên để cứu vớt được ít nào. Hay nào. cứ ngập úng như này là cây thối nát hết vì rễ nó đã có bị hiện tượng là hỏng rồi. Theo giả soát, toàn huyện Khoái Châu có hơn 3000 hecta diện tích cây trồng bị ngập úng. Trong đó một số diện tích đã thiệt hại hoàn toàn từ sau cơn bão số 3 như chuối, bưởi. Đến sáng nay, mực nước ngập tại các khu vực bắt đầu giảm, song nước rút chậm. Hiện các trạm bơm tiêu úng tại huyện Khoái Châu ra sông Hồng đã bắt đầu vận hành song do mực nước nội đồng quá lớn, khiến việc hạ mực nước đệm trong đồng ruộng đang diễn ra rất chậm. Tổng diện tích bị thiệt hại ngập úng trên toàn xã là hơn 240 ha. Với diện tích tiêu úng thì gần như xã Đông Ninh nói riêng và 3 xã ngoài mỗi bối nói chung là phụ thuộc vào 100% cái chậm bơm của đại tập. Thì mực nước là hiện nay là rút rất chậm và cứ kéo dài này thì trong vòng 2-3 ngày nữa thì toàn bộ cây là hỏng hết.